giá nhà Bay Area giảm lần đầu tiên trong 13 tháng. Giá nhà ở Bay Area giảm lần đầu tiên trong 13 tháng do lãi suất thế chấp giảm, đưa thêm người bán ra thị trường và tăng nguồn cung nhà. Bà Barbara Clemens, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản BIS cho biết, khi có thêm nhà trên thị trường, người mua có nhiều lựa chọn hơn. Người bán có thể phải điều chỉnh để bảo đảm họ đưa ra giá hợp lý. Theo dữ liệu công bố gần đây từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản California, giá bán trung bình nhà đơn lẻ ở Bay Area giảm xuống 1.24 triệu đô la, giảm 1.6%. Giá trung bình là 1.270.000 đô la ở quần ngã Alameda, 841.950 đô la ở quần ngã Contra Costa, 1.530.000 đô la ở San Francisco, 1.900.000 đô la ở quần ngã San Mateo và 1.850.000 đô la ở quần ngã Santa Clara. Trên khắp Bay Area, nguồn cung nhà ở mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Do lãi suất giảm, thúc đẩy một số người rao bán nhà của họ sau nhiều tháng chờ đợi. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm giảm trong suốt mùa hè xuống 6.09% trong giữa tháng 9 so với 7.22% hồi tháng 5. Ngân hàng Dự trữ Liên bang tuần trước giảm lãi suất 0.5%, lần đầu tiên giảm trong 4 năm qua. Ông David Starr thuộc BIS nói rằng, rất nhiều người bán nhận ra, tôi sẽ không chờ đợi nữa nếu tôi muốn chuyển sang nhà khác. Nguồn cung nhà tăng cũng có nghĩa là số nhà bán được ở Bay Area gia tăng, tăng gần 5% so với tháng 8 năm 2023. Nhà rao bán trên khắp Bay Area cũng ở thị trường lâu hơn trung bình 20 ngày, tăng từ 14 ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhân viên môi giới bất động sản Tim Yee ở San Jose, do mất nhiều thời gian hơn mới bán được nhà, giá cả là tất cả. Thống đốc Newsom ký luật cấm toàn bộ túi nhựa tại cửa hàng tạp hóa. Giấy hay nhựa sẽ không còn là sự lựa chọn tại quầy thu ngân cửa hàng tạp hóa ở California, theo luật mới vừa được thống đốc Newsom ký vào hôm Chủ nhật, trong đó cấm toàn bộ túi nhựa. California đã cấm túi nhựa mỏng tại siêu thị và các cửa hàng khác, nhưng người tiêu dùng có thể mua túi nhựa dày hơn để tái sử dụng và tái chế. Quy định mới cấm toàn bộ túi nhựa bắt đầu từ năm 2026. Người tiêu dùng không mang theo túi của họ nay sẽ được hỏi họ có muốn mua túi giấy hay không. Thượng nghị sĩ tiểu bang Catherine Blackspear, một người ủng hộ dự luật, nói rằng người tiêu dùng không hề tái sử dụng hay tái chế bất kỳ túi nhựa nào. Một nghiên cứu của tiểu bang cho thấy lượng túi nhựa do một người thải ra tăng từ 3,6 kg một năm hồi năm 2004 lên 5 kg mỗi năm trong năm 2021. Bà Blackspear nói rằng lệnh cấm túi nhựa thông qua cách đây một thập niên thực tế không giảm việc sử dụng nhựa nói chung. Tổ chức môi trường Oceana khen ngợi ông Newsom vì ký dự luật và bảo vệ bờ biển, sinh vật biển và cộng đồng California khỏi túi nhựa dùng một lần. 12 tiểu bang, kể cả California, đã áp dụng lệnh cấm túi nhựa trên toàn tiểu bang. Hàng trăm thành phố trên khắp 28 tiểu bang cũng có lệnh cấm túi nhựa riêng của họ. Cơ quan lập pháp California thông qua lệnh cấm túi nhựa toàn tiểu bang vào năm 2014. Tổ chức California Public Interest Research Group vào hôm Chủ nhật nói rằng luật mới cuối cùng cũng đạt được ý định của lệnh cấm ban đầu. Khi còn là thị trưởng San Francisco vào năm 2007, ông Newsom đã ký lệnh cấm túi nhựa đầu tiên ở Hoa Kỳ. Thị trưởng Oakland ban hành sắc lệnh tập trung và giải tỏa thêm khu cắm trại của người vô gia cư. Oakland sẽ mạnh tay hơn để giải tỏa khu cắm trại của người vô gia cư ở thành phố, theo sau sắc lệnh mới của thị trưởng Sean Thao. Trong đoạn video, bà Thao cho biết sắc lệnh sẽ chỉ đạo toàn bộ các sở như sở cảnh sát, cứu hỏa, giao thông và sở công chánh thi hành toàn diện chính sách quản lý khu cắm trại và thực thi toàn bộ quy định đô thị để bảo vệ hạ tầng quan trọng. Chính sách quản lý khu cắm trại được Hội đồng thành phố chấp thuận vào năm 2020. Khu cắm trại phải giải tỏa ngay là những khu tạo ra lối đi không an toàn đến trường học, sân chơi, cản trở việc tiếp cận doanh nghiệp nhỏ và nhà ở, cản trở giao thông, làn xe đạp, vỉa hè. Bà Thao cũng cho biết khu cắm trại gần xa lộ và đường Ray Park cũng sẽ bị giải tỏa. Hiệp hội Cảnh sát Oakland phản đối sắc lệnh của thị trưởng, gọi nó là trò thu hút sự chú ý chính trị phút chót và cho rằng sắc lệnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian ứng phó của cảnh sát. Bà Thao nói rằng thành phố sẽ tập trung vào giảm thiểu tác động đến người dân, trong khi cung cấp nhà ở tạm và dịch vụ hỗ trợ để giúp người vô gia cư chuyển tiếp vào nhà ở lâu dài. Tiếp theo là tin Bộ trưởng Tư pháp California kiện ExxonMobil vì lừa dối tái chế nhựa.
Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta hôm thứ Hai công bố nộp đơn kiện ExxonMobil vì liên quan đến chương trình lừa dối kéo dài 50 năm, gây ra và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu. Trong đơn kiện nộp lên Tòa Thượng thẩm quận hạt San Francisco, Bộ Tư pháp cho rằng ExxonMobil sử dụng trò tiếp thị ấn tượng để hứa hẹn rằng tái chế giải quyết lượng rác thải nhựa ngày càng tăng do công ty thải ra. ExxonMobil sản xuất lượng polymer lớn nhất, vốn trở thành rác thải của California. Ông Ponta cho biết đơn kiện của ông là để buộc ExxonMobil chấm dứt trò lừa dối, thành lập quỹ bồi thường và nộp phạt dân sự. Ông nói rằng nhựa có mặt ở khắp nơi, từ vùng sâu nhất dưới đại dương đến đỉnh núi cao nhất trên trái đất và thậm chí trong cơ thể chúng ta, gây ra tổn hại không thể đảo ngược trong môi trường và sức khỏe của con người. Trong nhiều thập niên, ExxonMobil lừa dối công chúng để thuyết phục chúng ta rằng tái chế nhựa có thể giải quyết rác thải nhựa và cuộc khủng hoảng ô nhiễm khi họ biết rõ việc này là không thể. Ông nhấn mạnh ExxonMobil nói dối để tăng lợi nhuận kỷ lục của công ty. Nhưng ExxonMobil cho rằng những cáo buộc này là không công bằng và California cũng phải chịu một phần trách nhiệm. ExxonMobil cho biết quan chức California nhiều năm qua biết rõ hệ thống tái chế của họ không hiệu quả. Họ không hành động và nay tìm cách đổ lỗi cho người khác. ExxonMobil nói rằng thay vì nộp đơn kiện, California lẽ ra nên hợp tác với công ty để khắc phục vấn đề đổ rác thải nhựa ra bãi rác. Tính đến nay, ExxonMobil đã xử lý hơn 27.000 tấn rác thải nhựa thành nguyên liệu thô có thể tái sử dụng, ngăn rác thải nhựa đưa ra bãi rác. Chuyến bay của United Airlines đi San Francisco suýt va chạm với phi cơ khác. United Airlines hôm thứ Ba cho biết một chuyến bay của hãng đi phi trường quốc tế San Francisco bất ngờ phải hoãn độ cao để tránh một phi cơ khác tuần trước, dẫn đến hai hành khách phải nhập viện. Theo thông tin sơ bộ từ cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ, tức FAA, chuyến bay 2428 của United Airlines nhận được báo động một phi cơ khác ở gần nó lúc khoảng 12 giờ 45 phút trưa vào ngày 19 tháng 9, trong lúc đi qua không phận thuộc trung tâm kiểm soát không lưu Oakland. Chuyến bay của United sau đó đáp an toàn xuống phi trường San Francisco. FAA xác định không mất khoảng cách an toàn, có nghĩa là khoảng cách tối thiểu giữa hai phi cơ vẫn bảo đảm. Theo giới chức hãng United, chuyến bay 2428 đáp xuống phi trường San Francisco vào ngày 19 tháng 9 với tín hiệu thắt nơi an toàn bật khi nó chậm giảm độ cao để tránh một phi cơ khác lại độ cao thấp hơn. Hai hành khách trong đó, một người ngã khỏi ghế của họ lúc đó, có thể bị thương và được đưa đến bệnh viện khu vực sau khi chuyến bay đáp an toàn. FAA đang điều tra sự việc. Vụ suýt va chạm tuần trước là chuyến bay United đi Bahrain mới nhất gặp phải vấn đề trong năm nay, với hàng loạt vấn đề liên quan đến chuyến bay đến và đi từ San Francisco. Vào tháng trước, một chuyến bay của United Airlines từ San Francisco đi Rome phải chuyển hướng hai lần trong vòng 2 ngày. Lần thứ nhất, chuyến bay chuyển hướng đến Sacramento vì trục trặc máy móc và sau đó trở lại San Francisco. Lần thứ nhì, chuyến bay phải đáp xuống Alberta, Canada về vấn đề y tế trên phi cơ. Tiếp theo là tin San Francisco có thể tịch thu xe từ các cuộc biểu diễn trái phép theo luật mới. San Francisco tiến gần hơn đến việc chấp thuận hình phạt mới đối với những người tham gia biểu diễn xe trái phép. Dự luật được thị trưởng London Bridge và giám sát viên Matt Dorsey công bố hồi tháng 8. Hôm thứ Ba, ban giám sát chấp thuận luật mới. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10. Theo hình phạt mới, thành phố cấm tham gia quảng bá biểu diễn xe trái phép, tụ tập biểu diễn xe, chặn đường để biểu diễn xe và cản trở cảnh sát ngăn chặn biểu diễn xe trái phép. Một trong những hình phạt mới là xe tham gia biểu diễn trái phép có thể bị tịch thu. Xe bị bắt giữ trong cuộc biểu diễn có thể bị giam hơn 30 ngày nếu văn phòng công tố tiến hành truy tố và có thể bị tịch thu nếu người đó bị kết tội. Toàn bộ tội danh sẽ là tội tiểu hình vì đây là án phạt cao nhất luật tiểu bang cho phép. Một vấn đề khác luật mới muốn giải quyết là những nhóm tài xế mô tô địa hình lớn lái xe khắp thành phố. Bà Molly Tallow cho biết, gần như cuối tuần nào cũng có một nhóm có khi hơn 100 người đi mô tô địa hình qua khu dân cư của bà, phóng nhanh trên đường và vượt đèn đỏ. Tình hình tồi tệ trên đường Embarcadero đến mức người dân địa phương biết thời điểm và địa điểm tài xế mô tô gặp nhau.
Tuy vậy, một số người địa phương như bà Juliet Marinello tỏ ra hoài nghi dự luật mới có thể mang lại thay đổi thực sự. Bà nói rằng thông thường tình trạng này chỉ chuyển từ con đường này sang con đường khác. Như ở Auckland, khi chính quyền tìm cách cấm biểu diễn xe trái phép, họ lại tụ tập ở một góc khác. Phán sẽ phán quyết vụ chó cảnh sát San Jose cắn một người hơn 2 phút. Chó cảnh sát San Jose cắn một người 2 phút 40 giây được thẩm phán liên bang gọi là sử dụng vũ lực thái quá. Trong phán quyết hôm thứ Ba, thẩm phán Edward Davila nói rằng tòa xác định vụ này là nghiêm trọng. Chó tấn công khoảng thời gian như thế này trong khi nghi phạm bị thương và nằm gần như bất động trên mặt đất là chưa từng thấy. Sở cảnh sát San Jose cũng không thể đưa ra bằng chứng chó cảnh sát tấn công bất kỳ ai dài như thế, đặc biệt là sau khi anh ta bị cắn. David Towar tử vong ngày hôm đó, 21 tháng Giêng năm 2021. Khám nghiệm pháp y cho thấy anh ta tử vong vì nhiều vết thương do trúng đạn của cảnh sát. Thi thể anh ta cũng đầy vết rách do chó cắn. Phán quyết của thẩm phán có nghĩa là bồi thẩm đoàn sẽ không phải quyết định việc chó cắn có phải là dùng vũ lực thái quá hay không. Ông Davila đã làm công việc này. Luật sư dân quyền Adanti Pointer, đại diện gia đình Tovar, cho biết đây là phán quyết quan trọng. Thẩm phán tuyên bố chó cắn là sử dụng vũ lực thái quá và vi phạm luật pháp. Nhưng ông Davila cũng tuyên bố phiên xử chết oan có thể sẽ diễn ra bất kể cảnh sát có dùng vũ lực thái quá hay không khi họ bắn Tovar, 27 tuổi, 15 phát đạn khi anh ta bỏ chạy. Mặc dù thẩm phán không chấp thuận đề nghị của thành phố miễn truy tố cảnh sát, ông nói rằng tùy bồi thẩm đoàn quyết định hành động của cảnh sát có hợp lý hay không. Trong văn bản gửi tòa án, thành phố San Jose lý luận hành động của cảnh sát, kể cả chó cảnh sát, là đúng luật và hợp lý. Cư dân San Jose phản đối địa điểm dự tính mở siêu thị Costco mới. Cư dân ở khu dân cư ở phía tây San Jose phản đối địa điểm dự tính mở siêu thị Costco mới gần một trung tâm mua sắm trên địa giới Saratoga. Địa điểm dự tính xây dựng Costco là ở số 5287 đường Prospect Road gần trung tâm mua sắm Westgate. Những công trình hiện hữu tại khu đất này sẽ được phá dỡ để mở đường cho siêu thị Costco 15.300m². Một nhóm cư dân địa phương mang tên Safe West Valley cho rằng cửa hàng dự tính quá lớn không phù hợp với địa điểm đó và tăng xe cộ lưu thông trong khu vực gây nguy hiểm cho trường học Prospect ở gần đó. Bà Jenny Stephenson cho biết, ban đầu bà nghĩ có siêu thị Costco ngay trong khu dân cư thì rất tốt, nhưng sau đó bà nghĩ đến giao thông, nhà của người ta chỉ cách đó vài chục mét. Dự án không xấu nhưng không phù hợp với khu dân cư. Thành phố Saratoga cũng muốn có tiếng nói trong dự án vì nó nằm trên ranh giới. Costco đồng ý sửa đổi kế hoạch xây dựng để bao gồm chỗ băng qua đường và cải thiện dòng xe cộ lưu thông. Bang California sẽ xin lỗi vì kỳ thị chủng tộc người da đen theo luật mới. California sẽ chính thức xin lỗi vì chế độ nô lệ và ảnh hưởng kéo dài của nó đối với người da đen ở tiểu bang theo luật mới vừa được thống đốc Newsom ký hôm thứ Năm. Dự luật này nằm trong gói dự luật bồi thường được giới thiệu trong năm nay nhằm khắc phục nhiều thập niên chính sách đẩy chênh lệch chủng tộc tăng cao đối với người gốc Phi Châu. Ông Newsom cũng chấp thuận các luật để cải cách bảo vệ chống kỳ thị kiểu tóc của vận động viên và tăng giám sát lệnh cấm sách tại nhà tù tiểu bang. Thống đốc cho biết California nhận trách nhiệm vì vai trò của tiểu bang trong việc khuyến khích, tạo điều kiện và cho phép chế độ nô lệ cũng như hậu quả chênh lệch chủng tộc kéo dài của nó. Sau nhiều thập niên làm việc, California nay thực hiện một bước quan trọng hướng đến công nhận bất công nghiêm trọng của quá khứ, khắc phục những tổn hại đã gây ra. Ông Newsom ký các dự luật sau khi hôm thứ Tư phủ quyết một đề nghị trong đó sẽ giúp các gia đình da đen đòi lại đất hoặc được bồi thường vì chính quyền thu giữ bất công. California gia nhập liên bang năm 1850. Trên thực tế, tiểu bang cho phép chế độ nô lệ, chấp thuận các chính sách ngăn cản người da đen sở hữu nhà và lập doanh nghiệp. Các gia đình da đen bị khủng bố, cộng đồng của họ bị cảnh sát theo dõi và khu dân cư của họ ô nhiễm trầm trọng. Những nỗ lực nghiên cứu bồi thường ở cấp liên bang bị gác lại tại Hạ viện nhiều thập niên. Illinois và tiểu bang New York trong những năm gần đây thông qua luật thành lập ủy ban bồi thường. Cảnh sát cứu hỏa San Jose chỉ trích thời gian làm thị trưởng của ứng cử viên Hạ viện Sam Licardo. Tại hai sự kiện liên quan đến cảnh sát cứu hỏa ở San Jose hôm thứ Năm, nhiều ý kiến về ông Sam Licardo được nêu lên.
Cựu thị trưởng cũng là ứng cử viên Hạ viện được khen ngợi tại một sự kiện trong khi bị lên án tại một sự kiện kia. Hàng chục cảnh sát cứu hỏa San Jose tập trung bên ngoài tòa thị chính để phản đối phát biểu của ông Licardo trong cuộc chạy đua với dân biểu Evan Lowe vào Hạ viện. Ông Jerry May, chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát cứu hỏa, dẫn đầu cuộc công kích ông Licardo, người đang dự lễ động thổ trạm cứu hỏa mới tại một địa điểm khác. Cảnh sát cứu hỏa cho biết họ bất bình vì ông Licardo nói ông có công trong việc bảo đảm an toàn công cộng trong thời gian ông làm thị trưởng San Jose, nhưng thực tế ngược lại. Ông May cho biết thành phố mất 500 cảnh sát, ông Licardo cho 49 cảnh sát cứu hỏa nghỉ việc. Cảnh sát cứu hỏa vất vả thực hiện công việc của họ, đây là hậu quả từ hành động và chính sách của ông ấy. Thái độ với ông Licardo tích cực hơn nhiều tại lễ động thổ trạm cứu hỏa. Thị trưởng Matt Mahan nói rằng, người tiền nhiệm của ông, cựu thị trưởng Licardo, thực sự là động lực phía sau Majority. Ông Licardo phớt lờ chỉ trích của nghiệp đoàn cảnh sát cứu hỏa. Ông cho biết có rất nhiều bàn tán về những gì xảy ra trước khi ông trở thành thị trưởng. Thành phố mất hơn 500 cảnh sát trước khi ông trở thành thị trưởng. Khi làm thị trưởng, ông cố gắng hết sức để mọi người cùng ngồi vào bàn, tìm cách giải quyết bất đồng và xây dựng lại cơ quan an toàn công cộng.